Truyền hình K Plus ở Việt Nam ngưng phát một số đài ngoại quốc. Theo hãng tin AP từ Hà Nội trong ngày hôm nay cho biết, một kênh truyền hình vệ tinh ở Việt Nam là K Plus đã bỏ chương trình của BBC và CNN. Được biết, đài truyền hình nhà nước Việt Nam VTV có cổ phần trong kênh K Plus, một nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh do một công ty Việt Nam và đài Canal Overseas cùng lập ra. Công ty K Plus trích dẫn lý do ngừng phát BBC và CNN cùng 19 kênh khác là vì một quyết định của chính phủ Cộng sản Việt Nam vốn đang bị các chính phủ nước ngoài tố cáo là đang tìm cách không cho tin tức quốc tế được phát hình vào Việt Nam. Sự việc xảy ra trong bối cảnh Cộng sản Việt Nam đang ngày càng mạnh tay trấn áp tự do ngôn luận của người dân trong nước. Chính phủ Hoa Kỳ và các nước khác, nhất là những quốc gia có kênh truyền hình phát vào Việt Nam, đã liên tục kêu gọi chính phủ Cộng sản Việt Nam bỏ hoặc sửa đạo luật có hiệu lực từ hôm thứ Tư tuần này. Vẫn theo AP, mọi kênh truyền hình nước ngoài phát vào Việt Nam hiện nay đều bị chậm lại 30 phút để kiểm duyệt và các nội dung tế nhị đều bị chặn lại ngay lập tức. Một quyết định của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam vào năm 2011 đã yêu cầu các đài truyền hình nước ngoài phải dịch hết nội dung sang tiếng Việt. Đây là điều mà theo BBC cho biết chưa từng xảy ra tại các quốc gia khác trên thế giới, những nơi mà BBC có hoạt động, tức là trên 200 quốc gia và các vùng lãnh thổ. Trong khi đó, các kênh phát hình của nhà nước Cộng sản Việt Nam như VTV4 chuyển tải nội dung ra nước ngoài thì không hề bị yêu cầu phải làm điều tương tự bằng ngoại ngữ.